Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng. Bản tin sáng nay thứ năm ngày 27 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đề xuất áp dụng bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường từ năm 2026. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu đều được khám, điều trị dịp nghỉ lễ. Bộ Công Thương ủng hộ đề xuất giảm 50% chi phí trước bạ với ô tô trong nước. EU thắt chặt kiểm soát các nền tảng trực tuyến lớn. Sau đây là nội dung chi tiết. Việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi bố trí tái định cư cho người dân, áp dụng bảng giá đất hiện hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đây là nội dung được nêu trong dự án luật đất đai sửa đổi, vừa được Chính phủ trình gửi Quốc hội sau khi tiếp thu hơn 12,1 triệu góp ý của nhân dân về dự luật này. Theo phân tích của Chính phủ, qua tổng kết thi hành luật đất đai năm 2013 cho thấy, với việc ban hành bảng giá đất 5 năm một lần và điều chỉnh khi có biến động 20%, rất ít địa phương thực hiện được, làm cho bảng giá đất chưa phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Với quy định này, các địa phương có thời gian từ khi luật có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đủ để xây dựng luật, ban hành bảng giá đất mới theo yêu cầu của luật. Số liệu thống kê từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, tính đến ngày 17 tháng 4, đã có trên 80,3 triệu lượt thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp chia sẻ hơn 105,6 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn quốc đã có hơn 12.400 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt gần 96,8% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Tại công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và dỗ tổ Hùng Vương, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã đề nghị các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt việc trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ. Các cơ sở y tế tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ trường hợp cấp cứu. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo, vi phạm trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ. Khi phát hiện có hành vi vi phạm, các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin kịp thời qua đường dây nóng 024-394-37610, 0904-342-536 trong giờ hành chính. Đơn vị này cũng lưu ý khách du lịch cần tìm hiểu kỹ thông tin về các gói du lịch, đặc biệt là các gói du lịch với mức giá rẻ hơn bình thường, lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính nêu quan điểm về chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất trong nước và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo Bộ Công Thương, việc giảm phí trước bạ và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước đến hết năm là cần thiết. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho rằng trường hợp cần thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô thì phải áp dụng chung cho cả ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 4 năm 2023 là tháng có số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất từ trước đến nay với gần 16.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, cùng số vốn đăng ký là 154.639 tỷ đồng, tăng 6,4% về số doanh nghiệp và giảm 5,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có tổng cộng 78.871 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong đó có 49.872 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến nay đã có hơn 83.000 thuê bao bị khóa 2 chiều đã chuẩn hóa thông tin cá nhân. Con số này chiếm khoảng 7,2% trong tổng số 1,15 triệu thuê bao bị khóa nghe gọi sau ngày 15 tháng 4. Các thuê bao này sẽ bị thu hồi nếu sau ngày 15 tháng 5 chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao theo quy định. Theo các nhà mạng, sau thời điểm bị khóa thuê bao 2 chiều, khách hàng có thể đến cửa hàng giao dịch của các nhà mạng để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin. Chia sẻ với truyền thông, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM xác nhận đã có quyết định đình chỉ hoạt động 40 trên 41 cơ sở thuộc hệ thống trung tâm ngoại ngữ APEC Leader. Thực tế, 40 trung tâm này đều đã ở trạng thái tạm ngưng hoạt động và một trung tâm tuyên bố giải thể do không bảo đảm điều kiện để hoạt động theo quy định. Tuy nhiên, Sở vẫn ra quyết định đình chỉ hoạt động tránh trường hợp APEC Leader tự ý mở cửa hoạt động trở lại trong tình trạng không bảo đảm chất lượng. Ngày 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, Tiến sĩ luật, giảng viên đại học, Huỳnh Công Tân, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi,
trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, ra tòa nhân dân cung cấp để xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Chuyển sang những tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu EU vừa thông báo quyết định áp đặt các quy tắc quản lý nội dung chặt chẽ hơn đối với 19 nền tảng trực tuyến, trong đó có Instagram, TikTok và Twitter. Xét tới việc các nền tảng này có số lượng người sử dụng lớn, các nền tảng trực tuyến thuộc các ông lớn như Amazon, Google, Meta, Microsoft đều có hơn 45 triệu người dùng đang hoạt động, nằm trong nhóm đối tượng quản lý của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số do EU ban hành và áp dụng kể từ tháng 8 tới. Theo đó sẽ chịu các biện pháp kiểm soát như gồm kiểm soát hàng năm và nghĩa vụ đối phó hiệu quả với nạn tin giả và nội dung gây thù hận. Bộ trưởng Kinh tế Argentina đã cam kết tung ra mọi công cụ để chống lại sự trượt dốc nguy hiểm của đồng peso khi đồng tiền này đã giảm xuống còn gần 500 peso đổi 1 đô la Mỹ tại các thị trường chợ đen. Đồng peso Argentina giảm giá do lo ngại gia tăng về nền kinh tế của nước này, với lạm phát lên tới 104%, dự trữ suy giảm và hạn hán ảnh hưởng đến xuất khẩu. Sự sụt giảm của đồng peso trên thị trường chợ đen đã gây áp lực buộc chính phủ của Tổng thống Argentina phải phá giá đồng tiền và buộc ngân hàng trung ương phải tăng cường can thiệp vào thị trường ngoại hối. Tây Ban Nha đang chuẩn bị đối phó với một tuần có nhiệt độ cao tới 40 độ C, phá vỡ kỷ lục trong tháng 4. Nắng nóng được dự đoán sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Cơ quan thời tiết của Tây Ban Nha cho biết, trùng hợp với đợt hạn hán kéo dài, nguyên nhân của nhiệt độ cao là do không khí rất ấm và khô từ châu Phi và ánh nắng mặt trời gay gắt. Đó sẽ là mức nhiệt cao nhất trong tháng 4 kể từ khi dữ liệu chính thức về khí tượng của Tây Ban Nha bắt đầu được ghi lại vào năm 1961. Hiện giới chức sở tại đang cân nhắc phương án mở cửa sớm các bể bơi công cộng và điều chỉnh lịch học cho phù hợp. Hãng CNN dẫn thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua điện thoại. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV ngày 26 tháng 4 cũng đưa tin về cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine. Theo CCTV, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông Zelensky cho hay ông đã có cuộc điện đàm dài và có ý nghĩa với nhà lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời hy vọng điều này sẽ tạo động lực cho quan hệ với Bắc Kinh. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển G7 tại Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5. Cũng theo thông báo của Nhà Trắng, sau hội nghị G7 tại Nhật Bản, Tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ tại Sydney, Australia vào ngày 24 tháng 5 cùng những người đồng cấp các nước trong nhóm. Nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay khi bắt đầu kỳ nghỉ, Nhật Bản sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng dịch COVID-19 từ ngày 29 tháng 4, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, ngày 24 tháng 4, chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới từ ngày 8 tháng 5, phù hợp với quyết định phân loại COVID-19 là bệnh đặc hữu. Chính phủ cũng sẽ bắt đầu chương trình giám sát bộ gen mới. Theo đó, những người tham gia có các triệu chứng như sốt sẽ được kiểm tra trên cơ sở tự nguyện nhằm phát hiện các bệnh truyền nhiễm mới. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Cuộc họp Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF lần thứ 3, khóa 9 ở Hà Nội đưa ra nhiều quyết định quan trọng với bóng đá Việt Nam. Cụ thể, để hướng đến SEA Games 33 vào năm 2025 và tương lai xa hơn, VFF sẽ cử đội U20 Việt Nam dự ASEAN 19 ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, đội U20 Việt Nam cũng đại diện lực lượng nòng cốt để tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra vào cuối năm. Như vậy, lần đầu bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường Á vận hội với lực lượng là một đội tuyển trẻ lứa U20 thay vì U23 và có thêm các cầu thủ lớn tuổi góp mặt. Nadal đã mang đến hy vọng mới cho mục tiêu vô địch Roland Garros bằng bức ảnh mới trên Instagram. Vài ngày sau thông báo ngừng tập luyện để điều trị chấn thương, Bottas đã xuất hiện trở lại trên sân tập. Sự thay đổi nhanh chóng là một dấu hiệu tích cực. Nó cho thấy kết quả điều trị của Rafa đạt kết quả tốt. Kết quả này mở ra cơ hội cho Nadal có thể dự Rome Master vào ngày 8 tháng 5 tới và sau đó hướng tới cuộc đua tới danh hiệu Roland Garros lần thứ 15 của sự nghiệp. Giải Grand Slam đất nền sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5. Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống, đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày. Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích. Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu. Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết của biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị. Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời chuyển nắng về chiều. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ có một chút khác biệt giữa khu vực phía Đông và các tỉnh thành phố ở phía Tây. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nắng muộn về chiều nên nền nhiệt ngày hôm nay vẫn khá là dễ chịu, từ 26 đến 28 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng sớm hơn và nhiệt độ cũng nhỉnh hơn ở mức 29 đến 32 độ. Ở miền Trung, thời tiết lúc này cũng đang có sự phân hóa. Với các tỉnh thuộc phía Bắc của đèo Hải Vân, sáng trời mát, trưa và chiều trời chuyển nắng. Nền nhiệt trong ngày tăng dần, cao nhất ngày sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Riêng tại thành phố Huế, nhiệt độ cao 32 độ. Còn ở khu vực phía Nam của đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngay từ lúc này trời đã có nắng, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực này sẽ tăng lên mức 32 đến 34 độ. Hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng từ sáng và kéo dài cho đến chiều, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ từ 34 đến 37 độ. Nắng nóng vẫn xuất hiện cục bộ ở Tây Nguyên và diện rộng ở các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Nhưng lưu ý, sau một ngày nắng mạnh, chiều tối nay, mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.